Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục đối với phần các ví dụ quan trọng liên quan đến bài tập của giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, được không nào? Và các em để ý vào các ví dụ của thầy, được chưa? Đây đều là các ví dụ rất hay. Và ví dụ 1, thầy trích từ đề minh họa lần 1 của Bộ Giáo dục năm 2017. Đề minh họa lần 1 đấy. Rồi. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: y bằng x bình cộng 3 chia cho x 3 cộng 3 chia cho x trừ 1, chưa? Và xét trên đoạn từ 2 đến 4, chúng ta có 4 giá trị nhỏ nhất đây. Được chưa? Nào, chúng ta cùng giải quyết bài này nhé. Thứ nhất, rồi, nào, thứ nhất, đây là một cái hàm phân thức. Xét trên đoạn từ 2 đến 4, trên cái đoạn từ 2 đến 4 này thì các em thấy rằng là hàm số này nó chỉ có không xác định tại điểm số 1 thôi, còn ngoài ra là nó liên tục trên tất cả các đoạn còn lại. Như vậy trên đoạn từ 2 đến 4 thì hàm số này chắc chắn nó đã xác định và liên tục rồi. Các em nhớ chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ tính y vậy. Nếu thầy lấy y vậy bài này thì chúng ta sẽ có, đây chính là đạo hàm của một thương u chia v. Như vậy đạo hàm của tử số ta sẽ thu được là bằng 3x bình, được chưa? 3x bình, đấy, tử số đạo hàm u phải v đấy, 3x bình nhân với x trừ 1 trừ đi x mũ 3 cộng 3 giữ nguyên, đạo hàm của x trừ 1 là bằng 1, rồi chia cho x trừ 1 tất cả gì? Bình, rồi nhé. Và rút gọn đi thì em thu được như sau. Em nhìn 3x bình nhân với x trở thành là 3x mũ 3 và trừ đi một cái x mũ 3 rồi. Như vậy là còn 2x mũ 3, chưa? Chỗ này là bằng trừ 3x bình, chưa? Trừ 3x bình, trừ 3x bình, đúng không nhỉ? Trừ 3x bình. Và chỗ này tiếp tục là trừ gì? Chia cho x trừ 1 tất cả bình phương. Nếu bây giờ chúng ta đi giải y phải bằng 0 thì tương đương với đó là ta sẽ cho tử số bằng 0. Cho tử số bằng 0. Để xem lại đề bài xem nào. Các em sửa cho thầy nhé. Đề bài chỗ này đây phải là x bình phương đấy, x bình phương. Thì nhầm một chút đấy, x bình. Thì nhầm một chút chỗ này đấy, x bình nhé. Rồi x bình đi. Xem là thầy nhầm chỗ nào đấy. Rồi thì đi sửa chỗ này đi, sửa một chút nhé. Chỗ này sẽ là 3x này. Chỗ này là x bình thôi. Bình. Rồi chỗ này chúng ta sẽ thu được là 3x bình trừ bình 2x bình, đúng không? 3x bình trừ bình 2x bình trừ đi 3x, chưa? Trừ 3x và trừ 3, xem nào.